nay em sẽ nói về chủ đề bất động sản đóng băng thì có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam hay không. Thì để nói về chủ đề này thì chúng ta sẽ đi về chu kỳ lịch sử 30 năm của thị trường bất động sản Việt Nam, năm 1993 cho đến năm 1995, sốt đất lần thứ nhất và sau đó đóng băng 5 năm, năm 2000 đến năm 2003, sốt đất lần 2 và sau đó đóng băng 2 năm, năm 2005 đến năm 2008, sốt đất lần 3 và đóng băng 5 năm, năm 2013 cho đến năm 2020, sốt đất lần 4, hiện tại đang đóng băng và dự định sẽ phục hồi vào năm 2024 đến 2026. Trong nền kinh tế thì sẽ trải qua giai đoạn gọi là giai đoạn xén lông cù, gọi nôm na đó chính là nuôi cho mập rồi thịt. Ở giai đoạn nuôi cho mập đó là giai đoạn tiền rẻ. Ở thời điểm này thì các ngân hàng sẽ bơm tiền nhiều cho vay lãi suất rất rẻ. Với việc cho vay lãi suất thấp như thế thì bà con sẽ vay nhiều và chủ yếu để mua bất động sản. Thì khi cầu vào bất động sản nhiều thì việc tăng giá bất động sản là chuyện tất nhiên. Đến giai đoạn xén lông cù đó chính là giai đoạn tiền đất. Thì lúc này các ngân hàng sẽ tăng lãi suất cho vay. Hầu như các nhà đầu tư đều kẹp vào các khoản vay thì áp lực trả nợ sẽ tăng lên. Buộc nhà đầu tư phải tự cứu lấy mình, họ tự cứu lấy họ bằng cách họ bán rẻ bất động sản để trả cho các khoản vay đó. Quay lại vấn đề là bất động sản đóng băng có ảnh hưởng đến nền kinh tế hay không? Câu trả lời là rất nhỏ, rất thấp, bởi vì nhóm ngành bất động sản sẽ không đóng góp nhiều cho việc tăng trưởng GDP. Chủ yếu là các doanh nghiệp và các cá nhân đầu cơ đẩy giá đất lên cao và bán từ người này sang người khác. Việc này không giúp cho đất nước giàu lên mà chỉ giúp cho các nhà đầu cơ giàu lên. Nhóm ngành mà chủ yếu mang lại tăng trưởng GDP cho đất nước đó chính là nhóm ngành dịch vụ, ví dụ như là hàng không, du lịch và các nhóm ngành như là ngành sản xuất, ngành xuất nhập khẩu, vân vân. Nếu bất động sản đóng băng thì các công ty hoặc các cá nhân mà gồng lỗ không nổi thì họ buộc phải bán tài sản của họ với giá rẻ. Và dòng tiền bán bất động sản đó chính là dòng tiền thực sự để đi đem sản xuất kinh doanh và góp phần làm tăng trưởng cho nền kinh tế. Nếu quý anh chị nhà đầu tư thấy clip chia sẻ của em hữu ích và ý nghĩa thì hãy theo dõi em nha.